Elian Gonzalez rời Cuba từ lần đầu tiên sau 14 năm. Tin Quito Elian Gonzalez là cậu bé sống sót sau một vụ chìm tàu vượt biên đã ăn mừng sinh nhật thứ 20 tại thủ đô Quito của Ecuador. Đây là lần đầu tiên rời Cuba của Gonzalez sau 14 năm. Gonzalez đang là một thành viên của phái đoàn thanh niên Cuba tham dự đại hội thanh niên tại thủ đô Quito. Trả lời phỏng vấn báo chí, Gonzalez nói rằng 14 năm sống ở Cuba là 14 năm vui sướng của anh ta. Thách thức người Cuba lưu vong ở Miami, Gonzalez đã gia nhập đảng Cộng sản và ủng hộ cuộc cách mạng Cuba năm 1959. Trong cuộc phỏng vấn, Gonzalez kêu gọi Tổng thống Obama vì giải Nobel hòa bình, tháo bỏ cấm vận, làm ảnh hưởng tới đời sống người dân Cuba như hệ thống y tế của bà là một hệ thống tiên tiến, nhưng vì phong tỏa nên không thể mua dụng cụ y khoa. Ilian Gonzalez lúc 5 tuổi đã được thấy đang trôi dạt trong một chiếc ống ngoài khơi bờ biển Florida tháng 11 năm 1999. Mẹ cậu ta và những người khác đã chết trong lúc vượt biển đến Hoa Kỳ cậu bé may mắn đã trở thành cuộc tranh chấp gia đình giữa Havana và Miami. Gia đình ông cậu ở Miami muốn giữ Gonzalez ở Hoa Kỳ, nhưng Fidel Castro vận động quốc tế để đưa cậu ta về với người cha và ông bà nội ở Cuba.